rau mọc dại các bạn. Bạn biết cái rau rau gì không? Rau này ngon nè. Chào các bạn tới với kênh Úc Miền Tây Vlog nha. Thì giờ buổi trưa các bạn, trời nóng quá trong nhà chịu không nổi. Ra ngoài líp dừa hái dừa xuống uống các bạn ơi. Giờ Úc chặt dừa mời các bạn uống nha. Dừa là dừa Malai các bạn. Trái nhỏ không à, uống nước ngọt lắm. Giờ trong nhà nóng lắm. Ra ngoài đây uống nước dừa lát giang cái giọng lên ngủ trưa các bạn ơi. Mời các bạn uống nước với Úc nha. Nước dừa ngọt lắm các bạn ơi. Ngọt ngay à. Dừa nào ngon các bạn ơi. Về miền Tây mà trưa trưa ra ngoài líp dừa mà hái dừa ăn là ghiền luôn các bạn ơi. Cái dừa nào cái này là ngọt lắm nè. Mời bạn ăn giúp nha. Ăn dừa cho đã rồi lát ra cái võng lên nằm ngủ cho nó mát. Trong nhà giờ nóng lắm. Cái ngon không? Dừa má lai này ăn phải lần 2-3 trái nó mới đã. Còn uống một trái không có thấm các bạn. Cái dừa nó có một ly nước này à, uống không có thấm. Quá đã. Trái thứ hai. Dừa này nhỏ nhỏ đa số mình uống dừa nạo thôi. Cái dừa này mày để khô rồi là bỏ luôn. Đâu có ai mua dừa này. Có dừa Malai loại lớn á, thì để khô được. Còn loại nhỏ này để khô là bỏ à. Loại nhỏ mình cũng muốn hết. Các bạn để ông hút vũ luôn. Mát quá trời mát luôn. Giờ cái nào ngon các bạn. Quá đã. Yeah.
Đây quá ngon các bạn ơi, ngọt ngay à. Ngon các bạn, vừa mới thọc xuống là chặt ra uống liền, nó ngon, ngon hơn vừa mua ngoài tiệm nhiều. Ê chết rồi, rớt luôn rồi, nó nhiều quá rớt luôn, hên còn dính làng miếng. Hai trái chưa đã nữa, quất thêm trái thứ ba. Đã các bạn, cái ngon ghê không, đổ vô cái ca đi, ăn cái trước đó, bạn thấy một trái của nó như đầy nước à, chưa đường ca nước nữa, hơn nửa ca một chút à, mà được cái uống nước ngọt lắm. Cái cứng dữ ta. Quá ngon luôn, cái dày cùi. Trái này già hơn cái hai trái nãy bởi nó chỉ nó dày cùi. Các bạn ra mà tiệm các bạn ăn uống nước dừa khó ăn cái đó. Có cái muỗng múc múc mà nó cũng đâu ngọt như vừa mới hái xuống, vừa mới hái xuống nó ngon. Dừa mà các bạn uống nước á, các bạn trộn mấy dừa nhỏ nhỏ nè, uống nước nó ngon. Còn các bạn mà uống nước mấy trái dừa bự bự á, các bạn chưa uống hết một trái nên các bạn no đúng rồi, đâu có ăn được cái đâu. Cái về mà không ăn là sao được. Ngọt lắm các bạn ơi, quá đã. Ăn xong kiếm giọng văn ngủ. Trưa mà ra bếp vừa văn giọng ngủ là ghiền. Quê mình không có gì, toàn dừa mà. Dừa với chuối. Phê đó. Thì vô kiếm võng ra ăn ngủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Nếu thấy hay nhớ cho mình một like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì video ăn dừa mình đến đây là hết rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.